Anh vào rõ. Rồi. Thêm được hai thanh niên nữa rồi. Còn một thanh niên cái nhà ngoài cùng cái nữa kìa. Và đạn của mình thì cũng hết rồi, còn có 13 viên thôi. Mà 13 viên thì không thể nào giết được cái thanh niên bên nhà kia được rồi. Mình cần thêm đạn anh em ạ. Nên là mình sẽ đi kiếm chỗ mà mình kiếm đạn thôi. Rồi xong. Chỗ này đã có một thanh niên dùng hòm báu rồi. Chắc là mấy cái nhà bên trong này cũng hết đồ luôn rồi. À may quá vẫn còn sót cái giáp 2. Cuộc đời vẫn tươi đẹp lắm anh em ạ. Vẫn được một cái giáp 2 và một cái mũ 2. Rồi thì mình sẽ ăn nốt cái nấm này. Và mình sẽ xuống thung lũng và clear nốt mấy cái team còn sót lại thôi. Cũng tiện mình cũng nhặt luôn đồ ở cái mấy cái xác luôn. Tại vì nãy giờ mình đã lút lút được đồ đâu. Bắn chết xong cái mình chạy lên đây luôn. Hôm nay thì chúng ta sẽ thảo luận về cái vấn đề gọi là sai lầm khi mà chơi team. Đó. Thì qua cái quá trình mà mình chơi game ấy thì mình phát hiện ra được một số điều như này. Là khi anh em mà chơi team thì đừng bao giờ cứu đồng đội khi mà chưa xác định được hướng của địch bắn từ đâu hoặc là chưa giết được địch. Đó. Cái này là mình gặp khá là nhiều team, kiểu như là anh em khi mà thấy đồng đội gục ấy là cứ thế mà chạy ra cứu thôi. Ôi, hai thằng luôn. Đậu xanh. Nó có luôn MP40 rồi. Nó dí mình mới có nửa băng đạn mà mình đi luôn một nửa bình máu luôn anh em ạ. Sợ thật. Mình nên én thôi. Đó. Từ từ bơm máu và chờ cơ hội để phục thù hai cái thằng kia. Đó thì anh em chơi team anh em cứ chơi kiểu là cứu bất chấp mà không cần biết địch ở đâu. Như vậy là toàn hại đồng đội thôi. À, thanh niên kia chạy nhanh ghê luôn. Hiện tại thì team bạn ấy có những hai người liền. Mà mình thì không có đâu, không hề có một viên đạn súng trường nào. Có mỗi 13 viên ở trong cái khẩu súng thôi. Nên là mình phải đành chấp nhận việc trốn thôi. Không thể nào mà chơi lại các bạn ấy được rồi. Đó thì cái vấn đề mà anh em cần phải học hỏi và cần phải giải quyết đó chính là cái vấn đề cứu đồng đội khi mà đã phát hiện được hướng địch. Còn nếu mà không không phát hiện được hướng địch ấy, thì tốt nhất là không nên cứu làm gì cho nó mệt. Tại vì như thế là toàn hại chết cả team thôi. Đâu rồi, mình sẽ xem hai cái thanh niên kia đâu rồi. Xong một thanh niên. Bạn kia khá là hên anh em ạ. Bạn ấy chết mà vẫn nhảy được vào nhà. Số đúng là cái số hưởng có khác. Ở ngoài một chút thôi thì mình giết luôn cho rồi. Và cái vấn đề cứu người khi mà chưa biết được hướng địch thì mình gặp nhiều nhất luôn. Đó, cứ cứu mình lại bắn gục thôi. À, thanh niên trên đồi nữa này. Làm gì mà căng thẳng thế? Hai thanh niên trên đồi luôn. Rồi lại một thanh niên phía sau mình này. Bố láo. Mình sẽ giết bạn ấy luôn. Cho bạn ấy thăng thiên luôn. Đỡ phải chơi cái kiểu hổ báo. Đây rồi. Cái thần thánh. Ok. Mình cái được một kill rồi. Thơm. Quá là thơm anh em ạ. Rồi, lại còn mấy thanh niên ở bên trên kia nữa kìa. Đạn thì hết mất rồi. Mình mà có một chút đạn súng trường thì ngon. Đằng này không có qua một tí nào. Có lẽ mình sẽ liều mình lại kia mình kiếm chút đạn súng trường thôi. Đây rồi. Tha hồ luôn.
Nào, bây giờ mình sẽ giải quyết cái thanh niên ở bên trên sườn đồi kia. Đó, lắp 4x vào bắn cho nó dễ. Ui, chưa kịp làm gì là bạn ấy đã bị bắn chết mất rồi. Có thanh niên nào ra lút đồ không? Đúng rồi đấy, cái đầu. Easy anh em ạ. Đó, ke sọ khi mà thằng khác lút đồ cực kỳ dễ luôn. Cái này thì mình chắc chắn là ai cũng làm được rồi. Đó, đang thiếu đạn trầm trọng. Tự dưng cái con người hiến cho bao nhiêu là đạn luôn. Không biết là mấy thanh niên ở trên này có cái ba lô nào không. Thật sự là mình rất cần một cái ba lô 3 luôn. Ba lô 2 chứa không đủ đồ rồi anh em ạ. Không biết là đây clear chưa nhờ. Mình mới giết có 7 người thôi, nhưng mà tận 12 con mắt liền. Lúc đầu game thì bị một thanh niên KS, nhưng mà lúc sau thì mình cũng KS lại được của một thanh niên. Nói chung là có đi thì có lại thôi. Để xem có ba lô không nào. Đây rồi, cái ba lô 3 đây rồi. Đúng là cầu được ước thấy anh em ạ. Đó, như vậy là mình cũng xem đồ rồi. Đủ để bắn nhau rồi. Giờ thì không lo hết đạn nữa rồi. Sau khi cái bo 1 thu thì trên bản đồ của chúng ta còn có đúng 16 người. Tự dưng thấy cái trận này các bạn ấy bắn nhau ghê vậy. Mọi hôm gần đến bo cuối cùng vẫn còn hai mấy người. Mà đến hôm nay mới cái bo đầu xong mà còn có mười mấy người. À, thấy rồi nhá. Mình đã thấy một thanh niên chạy từ thung lũng lên rồi. Làm gì mà chạy hăng say thế? Ok, hai thanh niên. Hai bạn này khôn ghê anh em ơi. Này thì cứu hộ mình cái. Không biết là có hai hay ba thanh niên đây. Các bạn ấy đang cứu rất là hăng say. Cứu rất là hăng say thì mình cho gửi bom. Ok, xong. Clear luôn. Hai thanh niên còn sót lại cuối cùng ở cái thung lũng đi lên. Mình đã giải quyết luôn hai bạn này rồi. Đó, mình cũng phải vào bo thôi. Chứ nếu mà mình không vào bo thì mình cũng chết luôn ở ngoài này. Chỉ thiếu mỗi cái tay cầm 3 để bắn farm mát cho nó ngon thôi. Nhưng mà vẫn chưa thấy cái tay cầm 3 đâu. Cả một cái thung lũng mà các bạn ấy không ai kiếm được một cái tay cầm 3. Hơi buồn. Bo thì lại cách xa mình cả cây số nữa rồi. Trên cổng trời này thì chắc chắn là sẽ có người. Nhưng mà mình không biết là người chạy hướng nào thôi. Chứ chắc chắn là phải có người. Mình có nên rình mò ở đây không? Hay là mình nên vào bo trước bây giờ? Hiện tại thì cũng chỉ còn có 9 thanh niên thôi. 9 thanh niên mà cái bo còn to như thế này. Đó, mình cần bổ sung đạn tiểu liên nhiều hơn.
Càng vào vòng bo trong thì lượng đạn cận chiến sẽ càng nhiều anh em ạ. Bình thường là cứ khi nào mà bo còn khoảng tầm 15 giây là mình sẽ chạy bo. Mình sẽ di chuyển dần vào bo. Đó, có một thanh niên lũ thính này. Hy vọng là bạn ấy chưa thấy mình. Có hai thanh niên luôn. Ồ, bắn có mỗi một viên là gục luôn rồi. Nào, đâu rồi? Cứu chưa, cứu chưa? À, thì ra là sau gốc cây à. Trốn hộ mình cái. Easy. Bắn nó gọi là bay xác luôn anh em ơi. Mình lại clear thêm được một team nữa rồi. Hai bạn đã ra đi. Như vậy là trên map của chúng ta còn 7 người. Ôi, cái bo nó cắt đau quá vậy. Rồi mình thoát rồi. Bo gì mà cắt người như là cầm dao mổ trâu cắt vào thịt lợn vậy. Nào, hiện tại chỉ còn có hai team nữa thôi. Trừ mình ra là còn 6 người, 6 người thì chỉ hai team thôi. Còn nếu mà team lẻ thì mình cũng không biết là nó bao nhiêu team nữa cơ. Nhưng mà chắc giờ này cũng không còn team lẻ đâu. Team lẻ thường là bị tiêu diệt hết rồi. Chỗ kia có một cái trụ điện khá là đẹp nhưng mà mình sẽ lên đồi. Tại vì lên trên đồi bắn xuống sẽ lợi hơn là ở dưới đồi bắn lên. Còn tới tận hơn 10 giây nữa cơ. Không biết là có thanh niên nào từ dưới cái kho quân sự đi lên không. Thanh niên định ăn hôi à? Bạn này định ăn hôi của mình anh em ạ. Ok, clear một team nữa rồi. Thanh niên bò bò cái chết chưa? Không ai cứu vào đấy luôn kìa. Ít nhất là cái chỗ bom kêu cái kiểu gì mình cũng biết có một thanh niên ở đấy rồi. Đó, thanh niên bò đã chết. Đồng đội bỏ rơi luôn. Nhưng mà mình nghĩ là đồng đội của bạn ấy quyết định đang rất là đúng đắn. Tại vì bạn ấy không hề biết là mình bắn từ hướng nào. Nên là bỏ mặc đồng đội ở cái thời điểm hiện tại là tốt thôi. Tại vì càng ra cứu thì chỉ kéo thêm người chết thôi. Đó, chỉ còn có hai người nữa là mình sẽ được cái nhân giống thôi. Hy vọng là mình sẽ không bị hai thanh niên kia thông. Nào, vào bo trước thôi. Cái bo này thì quá là tuyệt vời rồi. Tự dưng lại đào đâu ra một cái gốc cây mà ở ngay rìa bo thế này. Quá tuyệt vời anh em ạ. À, thì ra là còn hai team. Xong. Giờ là chỉ còn mỗi một thanh niên nữa thôi. Bạn ấy đang ở đâu rồi? À, thấy rồi nhá. Rồi, hên cho thanh niên đấy anh nha. Nhưng mà để mình xem bạn ấy có chạy bo không. À, không chịu chạy bo luôn này. Mình sẽ chờ bằng được bạn ấy chạy bo thôi. Tại vì kiểu gì bạn ấy cũng phải chạy bo mà. Chạy bo hay là chết. Ui, có phong lưu. Xong. Quá là hên cho mình anh em ơi. Chút nữa là mình chết vì quả phong lưu rồi. May, công nhận là số mình vẫn may anh em ạ. Rồi, cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like cho video nếu mà anh em cảm thấy nó hay. Và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye!